Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay tiếp tục mình quay con máy tạc đất. Máy xới tạc luôn nha anh em. Cái dòng này là xới tạc, xới cũng đều ngon mà xạ tạc cũng ngon luôn. Nó có nghĩa là dòng nó đi, nó có nghĩa thuận là đi vậy nè. Đó, đi tới. Cho nên là tạc cũng rất là mạnh. Tạc rất mạnh với lại là xới cũng 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 rất là đầm. Đó. Nó đầm hơn là mình đi cái chiều mà cái máy trước á, đi trước á. Mà máy này tại nó thiết kế như kiểu này là kiểu chính nhưng mà vẫn quay đầu lại được ha. Anh em muốn quay đầu thì quay đầu. Đó. Máy này công suất của nó là nó 7 ngựa. Đó. Máy rất là mạnh của hãng Yanma, 7 ngựa thì nó vượt trội hơn cái dòng khác nữa ha, nó mạnh hơn cái dòng 7 ngựa của các hãng khác. Cho nên là máy này thì để mình giới thiệu từ từ cho anh em nhận nhận diện nó dễ dễ hiểu hơn ha. Nước sơn toàn bộ ở đây là nước sơn zin hết nha anh em. Nó zin hết ở phần này nè, nói chung là toàn bộ máy zin hết. Còn số nó đây nè, một số lùi 3 số tiếng, một lùi 3 tiếng. Còn đặc biệt con máy này thì nó cái tốc độ lưỡi quay á, tốc độ dòng quay của lưỡi là nó được hai hai tốc độ là anh em khiển đây nè, muốn chậm thì anh em kéo lên đây thấy không đó, còn muốn lẹ thì đưa vô đây đó, còn cộng thêm tốc độ lưỡi bên đây nó có hợp xích quay đó, thì anh em muốn tăng tốc nữa thì nó cũng cũng được luôn, cho nên là nó được 4 cấp độ ha, nó rất là mạnh. Các tốc độ thì anh em cứ để tốc độ, thích tốc độ nào thì cứ để tốc độ đó thôi. Còn chuyển hướng đâu có đó ha, chuyển hướng hai bên đều có. Còn cái này thì anh em ngắt lưỡi ha, đó anh em cho lưỡi quay muốn qua đầu gò này kia bánh dẫn đi, nhưng mà lưỡi ngắt lại, ngắt lưỡi luôn, bất cứ anh em đang để tốc độ xới tốc độ nào nó cũng ngắt hết. Còn cái này là côn của nó đây đó. Đẩy vô số xong rồi anh em đẩy ngắt là ngắt toàn bộ hết, là côn nó là vậy. Máy này thì nó đẹp rồi đó. Đó, nên thấy không, thấy mình nhìn bên trong nó bình xăng còn trắng phao đó, thấy không? Rồi còn cái bộ dao là đặc biệt là để bên mình giới thiệu bộ dao cho anh em hiểu ha. Còn còn dây cu ro trong này là xài dây cu ro đôi nha anh em, không có sợ nó trượt. Máy này thì anh em nói chung là xới mọi địa hình. Nếu anh em có ý định mà mua con máy này thì không cần lo ở giờ xới được hay không được này kia ha, không cần lo cái điều đó. Mà sau mình cũng thiết kế cho 2 bánh đi luôn nè, rất là vững. Còn dao nè, máy này hiện tại nó kèm thêm cái bộ, nói chung là mình làm là nó đi theo máy nè, anh em nghe rõ cái giá luôn ha. Đi theo máy là một bộ chuyên tạc 30 phân, bộ này là cái đường đi nó được 30 phân. Đó, còn anh em muốn xới đất thì mình cũng thiết kế thêm cái bộ bộ xới đất này là được 60 phân nè, lắp vô đi được 60 phân là nó riêng biệt hết. Đó. Cái bộ máy này nó đi theo là 2 bộ. Bộ bộ lượt bộ tạc, ở bộ xới này với bộ tạc mình đang gắn trong máy đó. Là cái giá của nó là 9 triệu rưỡi ha. 9 triệu rưỡi, còn anh em ở đâu ở gần xa gì đó. Đó, cái giá này là cái giá tại cửa hàng nha anh em. Nó còn anh em nào ở gần xa này kia cứ, nếu mà thấy ưng ý con máy này cứ gọi lại cho mình, rồi anh em sẽ tính toán san sẻ với nhau qua cái vụ tiền phí. Nói chung là làm ăn thì thông cảm với nhau, chứ mà tính thẳng thắn quá thì cũng không được. Đó, thì mình nói vậy đó. Còn ở xa ở gần mới nghe, có chỗ nào thí dụ mình hỗ trợ được thì mình hỗ trợ, còn không được thì phải chịu ha, chứ còn còn bán máy mà nó hết lãi thì mình bán không được, nó thật sự vậy. Còn mình đã tính toán cái giá cả hết rồi. Còn con máy này nè, nếu anh em muốn muốn cho nó băm cỏ, muốn muốn giáp vô cái bộ băm cỏ thì anh em liên hệ với bên mình, là cái bộ này bộ băm 7 tấc nè. Đó là anh em mua con máy, nếu mua con máy này làm bộ trục băm cỏ này luôn á thì nó đã hoàn thiện, hình như là nó hết công việc luôn rồi, hết công việc của anh em làm luôn rồi đó. Đó là theo nó rất là cái lưỡi này nè, lúc mà đi nó đánh 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 vậy đó, nó đánh chém bấy cỏ luôn, thì anh em thấy nói chung là nó rất có lợi.
nó nếu thêm bộ chụp băm thì nó hơn 10 triệu một tí. Thì anh em muốn chính xác như thế nào, còn con máy cái giá chính xác thì mình đã báo rồi đó là 9,5 triệu, nó có cả bộ tạc với bộ xới chuyên nghiệp luôn. Còn cái lưỡi xới bên đây á, anh em sẽ không có so sánh với cái dao chợ được ha. Tại dao này mình làm á rất là hợp với đất thịt, nói chung là với lại tạc là nó siêu tạc luôn, tạc rất là nhẹ nhàng. Còn cái chất liệu là bằng bằng nhíp ha, nhíp xe chứ không phải là nói miệng mà nhíp được ha, nhíp xe chính thống. Với lại là cái kỹ thuật uống cong lưỡi hồi xưa giờ ở ở miền Tây thì anh em biết, nó dằn xới đất mà cái bộ lưỡi mà không đúng, bộ lưỡi chợ này kia thì anh em có nghĩa là anh em tặng người ta, người ta không có lắp vô máy. Cho nên là nói tới đây thì anh em hiểu rồi đó, nói cái kiểu này là cái mấy cái người, mấy anh em nào mà chuyên xài đã xài lưỡi lưỡi dao vàng á, vàng thủ công á, thì người ta sẽ hiểu. Chứ anh em chưa có từng đụng tới cái lưỡi này thì nói mắc rẻ, chứ lại nói để nâng giá lên này kia, nó không có cái vấn đề đó. Mình là cái gì nói anh ấy. Còn máy này là thì nãy mình nói nó zin toàn bộ hết, chỉ có ở dưới lường này nè, nó dưới lường nó chốc sơn, mình tuốt lại cho nó chống xét cho anh em luôn, chứ nó không có gì hết. Rồi còn cái bánh thì anh em muốn hẹp lại thì nó cũng được 30 phân ha, còn anh em bung ra thì nó được 50-60 phân gì đó tùy. Nó có khớp, nó có lỗ xỏ hết đó. Rồi giật giật máy lên để mình khởi động máy cho anh em xem. Khoan, ngắt cái này nè, nó đang còn côn, ngắt côn. Mở khóa chưa? Rồi, lên ra tí. Anh em tôi tắt máy rồi. Anh em giật ha, anh em giật máy, anh em nhớ nâng ga này lên chút là cho nó dễ chạy nè. Đó, như nãy không nâng ga thì mình giật nó chậm chạy. Nâng ga lên, giật lại. Nâng ga lên là vậy. Khoan, mở khóa. Quên hoài, mở khóa. Mở khóa. Nè, lưỡi nó quay nè. Lưỡi nó quay rất là lẹ. Còn ngắt lưỡi đây nè. Đó. Chắc là nó đứng lưỡi đây, nó còn chớn á, nó đứng lưỡi. Rồi quay. Đó, điểm số 1. Số 2 nè. Rồi anh em quay đầu thì muốn quay đầu thì bóp cái tay này nè ha, quay nè, để mình quay cho anh em xem. Đây tay này, bên đây là tay hạ cao thấp nè đó, còn đây quay nè đó, anh em muốn quay về hướng này được hết ha. Đó, nè, thấy không? Đó, muốn đi hướng nào cũng được hết đó. Nhưng mà cái hướng chính của nó là cái hướng nó thiết kế cái là cái hướng này ha. Đó, ta bắt xế đất rồi là siêu ngon luôn. Nói chung mình không giới thiệu nhiều thì anh em cứ dò. Còn anh em mà có ý định mà trả giá hay này kia đó thì anh em cứ đi dò đi. Coi máy tại máy bãi này nó tình trạng của nó làm sao, xấu đẹp rồi chất lượng nó ra sao nữa.
Đó, chứ còn anh em thì muốn đi dọ thì dọ đi, chứ còn mình bán mình nói thật khỏi mất thời gian nhiều ha, thì anh em thấy được, được cái giá thì anh em cứ hãy gọi lại, còn nếu mà thấy cảm thấy chưa được thì anh em cứ đi dọ tình hình đi, để nhiều khi mình cũng bán cái giá cho nó tốt nhất, nó rẻ nhất cho anh em, đó là ai cũng muốn cho hàng nó bán chạy chứ không ai mà muốn giá bán giá cao hết à. Nhưng mà cái tùy theo cái đời máy, cái dòng máy thôi, chứ máy nó có những gì ha, anh em lưu ý á. Nếu mà máy bên mình bán là cái bộ dao này anh em có đặt thường thì anh em nào có đặt thường thì nghe mình nói biết đó, là anh em là phải mua cái bộ dao này bên mình làm là 1,2 triệu bộ rồi đó, là 2 bộ 2,4 triệu đó, thì anh em cứ tính. Còn anh em nào muốn rẻ nữa thì gọi lại mình, muốn xài bộ dao zin của nó thì mình sẽ bớt tiền ra 2 cái bộ này đó, mình sẽ bớt ra 2 cái bộ này cho anh em, thì máy nó còn tầm khoảng 8 triệu chứ không có cao, là mình lắp cái bộ y như anh em thấy trên trên YouTube, thì người ta cũng anh em bán máy người ta cũng từng bán, người ta để lưỡi zin đó. Đó, để lưỡi zin cho anh em đó, thì ở đây thì mình không có, mình bỏ hết lưỡi zin nè, lưỡi zin theo máy đây nè, tháo bỏ hết nè, anh em thấy không đó, nè nó tháo bỏ hết, cho nên nói chung là nó không hiệu quả, mình để nó kỳ lắm, nó làm không được rồi về anh em tốn đủ chi phí mà lắp lử không có nó không có chính xác bằng cái con máy hiện tại, thì điều đó anh em biết đó. Cái phần lưỡi anh em mua lưỡi chợ vô thì nói chung là nó rẻ thiệt mình cũng biết, nhưng mà cái chất lượng cái lợi ích mình xài á là nó sẽ thiệt thòi hơn nhiều, mới đầu tư thì nó rẻ nhưng mà xài nói chung nó vừa tốn tiền xăng dầu này kia rồi công cán này kia, làm lâu lắm. Rồi thôi vậy ha, mình chỉ nói sơ thôi, tại cái clip này nó cũng dài, mình bán máy thì mình nói rõ vấn đề đó, còn anh em nào mà có muốn cái gì chưa rõ cứ kết bạn Zalo gọi cho mình ha, xem trực tiếp. Chào tạm biệt anh em nha.